Chuyện trao trả tù binh trong chiến tranh Việt Trung. Cuộc chiến tranh chống xâm lược bảo vệ biên giới năm 1979 của chúng ta được coi là kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành việc rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Nếu không tính các cuộc xung đột khiêu khích của Trung Quốc ở Vị Xuyên và một số vị trí khác trên tuyến biên giới, thì cuộc chiến tranh Việt Trung chỉ tạm chấm dứt khi cả hai bên hoàn thành việc trao trả tù binh vào ngày 22 tháng 6 năm 1979. Là kẻ chủ động tiến hành chiến tranh với quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới cùng với một quân số áp đảo, nhưng Trung Quốc đã gặp phải một đối thủ đáng gờm. Quân đội nhân dân Việt Nam trưởng thành có kinh nghiệm phong phú trước những đội quân nhà nghề như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc hay Australia đã giáng cho kẻ thù phương Bắc những tổn thất nặng nề. Chúng tôi xin phép không đề cập tới những con số thương vong mang tính kỹ thuật của chiến tranh bởi nó thường có sự chênh lệch lớn giữa số liệu của các bên đưa ra. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mạn phép được thuật lại cuộc trao trả tù binh giữa Việt Nam và Trung Quốc dưới con mắt của nhà báo người Hungary Dunay Peter để thấy được tâm thế của quân đội cũng như khí chất của người dân Việt Nam sau cuộc chiến tranh đẫm máu. Xin nói thêm, nhà báo Dunay Peter là phóng viên thường trú của tờ Tự do Nhân dân tại Việt Nam từ năm 1981 đến năm 1985. Từ đó, ông có cơ hội chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam và Trung Quốc thời kỳ hậu chiến. Tôi có nhiều dịp tới vùng biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam thường xuyên tổ chức những chuyến đi tới vùng biên giới cho nhóm phóng viên ngoại quốc ít ỏi, chỉ có vỏn vẹn vài người lúc đó đang ở Hà Nội. Lần nào tôi cũng tham gia những chuyến đi đó, một phần vì sự thú vị khi được thấy một miền quê ở những khu vực mà các nhà báo khác không thể tự tới theo cách này hay cách khác. Tôi là đại diện duy nhất của báo chí Hungary ở Việt Nam lúc đó. Tôi đi xe riêng tới Lạng Sơn. Nhưng từ đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam và quân đội bố trí cho nhóm phóng viên chúng tôi những phương tiện di chuyển là xe buýt hoặc xe jeep, đồng thời với đó là nhóm hộ tống có vũ trang. Chúng tôi đi lên phía Bắc, về phía biên giới, qua những xóm làng bị đạn bom tàn phá tan hoang, những vùng dân cư không còn bóng người. Đồng Đăng là thị trấn lớn cuối cùng mà chúng tôi đi qua. Đau lòng vô cùng khi thấy một thành phố chết, chìm trong đổ nát. Những đạo quân Trung Quốc khi rút lui đã cho nổ hết nhà cửa, tiêu hủy tất cả những gì có thể có ích với người dân. Các toa tàu hỏa, đường ray, thiết bị trong nhà máy, đường xá, kênh đào, tất cả đều bị phá. Khi không còn đường cho xe đi, chúng tôi xuống xe và tiếp tục đi bộ cho đến biên giới. Đôi lúc đây chỉ là những đường mòn, hẹp tới mức chúng tôi phải đi theo hàng một. Xung quanh chúng tôi là khu vực đã được rà mìn. Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ trong đầu dòng chữ có mìn viết trên đá và những biển nhỏ cảnh báo những nơi chưa được rà mìn. Đi sau chúng tôi là nhóm tù binh người Trung Quốc gồm 50 đến 60 người đang đi đến điểm trao trả. Bản thân việc trao đổi tù binh diễn ra theo một nghi thức nghiêm ngặt do hai bên tham chiến ấn định. Tại đây, đường biên giới biểu tượng được vạch một lớp vôi trắng có bề rộng bằng mu bàn tay, được quét hình chữ thập lên con đường trải bê tông rộng chừng 5 mét. Đây là nơi tránh được mọi mũi tên, hòn đạn hay các cuộc nổ mìn. Các bạn Việt Nam lưu ý chúng tôi rằng bằng mọi giá đừng có bước lên đường biên vì sẽ có cớ để bên kia coi như một sự khiêu khích. Chúng tôi liếc nhìn thấy những người Hoa ở hai bên của con đường, các quân nhân có vũ trang đứng làm hai hàng. Trước họ là một người có vẻ như quan chức ngoại giao, vận áo kiểu Tôn Trung Sơn. Bên cạnh người này là một nhóm ký giả, phóng viên đang nhộn nhạo chụp ảnh, quay phim. Cả hai bên đều rất hăng hái chụp ảnh lẫn nhau. Cố nhiên, lý do không phải đơn thuần chỉ là sự tò mò của các nhà báo. Trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan quân báo Trung Quốc, có thể cũng có vài chục tấm ảnh của tôi. Dù sao, hơn chục năm sau, khi tôi đã chuyển sang Bắc Kinh trên cương vị phóng viên thường trú của tờ Tự do Nhân dân, chưa bao giờ có viên chức Trung Quốc nào bảo tôi, thưa ngài, chúng tôi đã thấy ngài ở bên kia biên giới phía Nam, bên Việt Nam. Trở lại năm 1981, tại đường biên giới bên phía Việt Nam, một sĩ quan quân đội nhân dân đứng lên đọc một bài đã được viết sẵn, dùng các tù binh Trung Quốc từng người một đi sang bên kia biên giới. Tất cả đều mặc một bộ quần áo giản dị và sạch sẽ, màu xám.
mỗi người cầm một túi nhỏ, bên trong là những món quà. Trong vụ trao đổi tù binh này có một thứ gì đó mang tính kỳ quặc và hơi buồn bã. Nhiều tù binh Trung Quốc khi vừa bước qua biên giới đã quẳng ngay túi quà với động tác ngoạn mục. Cứ mỗi người như thế, lại có hai y tá mặc áo choàng trắng tiến đến gần, ôm lấy, dìu đi như thể đang bị ốm nặng, mặc dù họ hoàn toàn khỏe mạnh, được ăn uống đầy đủ. Và đây là điều không phải mọi người Việt đều có được trong thời gian đói kém ấy. Rồi sau đó đến lượt tù binh Việt Nam được trao trả từ phía Trung Quốc. Những người lính Việt cũng mặc đồng phục sạch sẽ, tay cầm túi quà, nhưng không cư xử thô lỗ như một bộ phận tù binh Trung Quốc. Ở phía Việt Nam, một sĩ quan trong ủy ban đón tiếp ôm chầm lấy từng người, nói: "Các đồng chí đã trở về với quê hương." Rồi những người này lặng lẽ lùi ra sau để nhường chỗ cho những người khác. Một cuộc trao đổi tù binh như thế kéo dài không quá một tiếng rưỡi. Sau đó chúng tôi quay trở lại trên con đường chật hẹp để trở lại xe, đi qua thị trấn Đồng Đăng bị tàn phá tan hoang, đượm buồn, qua các làng bản và một lát đã về tới Lạng Sơn. Sau xung đột nghiêm trọng ở vùng biên giới tháng 4 năm 1984, các bạn Việt Nam đưa giới phóng viên chúng tôi đến một đoạn khác của biên giới. Tại đây chúng tôi có thể quan sát được động thái của Trung đội Biên phòng Việt Nam. Chương trình này kéo dài nhiều ngày. Chúng tôi ngủ lại một doanh trại bộ đội ở một xã nhỏ cạnh Lạng Sơn. Bộ đội Việt Nam cho chúng tôi mượn chăn vì ở vùng đó đêm nhiệt độ xuống gần 0 độ C mà độ ẩm lại cao nên rất khó chịu. Một chiến sĩ thuộc trung đội luyện các bài chiến thuật tiếp cận mục tiêu ẩn được trang bị súng trường AK-47 tận dụng địa thế không bằng phẳng. Họ bò sát đất để tiến gần mục tiêu. Trên sườn đồi nhìn về phía Trung Quốc tọa lạc hệ thống hào công sự, cứ một đoạn lại có một điểm đặt súng máy, đó là loại đại liên 12-7 của Liên Xô, được gọi bằng cái tên Duska. Đối diện với nó, trên những cánh đồng lãnh thổ của Trung Quốc, nông dân vẫn làm việc, vẫn trồng lúa, họ cũng di chuyển nhịp nhàng y hệt như những người dân Việt Nam cùng số phận với họ. Trong cuộc chiến biên giới rộ lên năm 1979, nhưng sau giai đoạn mở đầu xung đột quân sự giữa đôi bên vẫn âm ỉ nhiều năm dài. Các bạn tháp tùng chúng tôi nói rằng thỉnh thoảng Trung Quốc lại bắn từ phía họ sang lãnh thổ Việt Nam, họ dùng cả Đại Liên, Đại Bác, và cố nhiên Việt Nam cũng không chịu để yên. Thời trước tôi từng là lính pháo thủ nên tôi có thể nhận ra dấu vết của các loại đạn loại 122 ly trên đồng ruộng bên phía Việt Nam. Cách xa biên giới nhiều cây số, pháo binh Trung Quốc dùng loại đạn nổ ngay khi tiếp đất, do đó nó tạo ra những miệng núi lửa đen sì đường kính từ 60 đến 80 cm. Những mảnh đạn của nó có thể oanh tạc người và động vật trong vòng 50 đến 70 m. Dư chấn của cuộc chiến Việt Trung cũng ảnh hưởng tới chúng tôi, giới phóng viên nước ngoài ở Hà Nội. Khi đó tại Hà Nội, tòa đại sứ quán Trung Quốc vẫn hoạt động như một thế giới vô cùng khép kín đối với Bắc Kinh. Quan trọng là họ đảm bảo được thiện cảm của giới phóng viên. Một bận, họ mời các phóng viên ngoại quốc tới đại sứ quán Trung Quốc. Không phải tất cả đều nhận lời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có vài người trong đó có nhóm phóng viên Liên Xô, nhóm đông đảo nhất đã từ chối. Tôi thì vẫn đi vì tôi là nhà báo. Nhiệm vụ của tôi là phải thu thập được thông tin một cách rộng rãi nhất trong phạm vi có thể. Khỏi phải nói là ở tòa đại sứ Trung Quốc, chúng tôi được chiều chuộng hết cỡ, được xem phim, được mời ăn những món tuyệt vời, còn được tắm trong một bể bơi nước sạch tinh tươm. Một thanh niên người Hoa vạm vỡ còn tách tôi thi bơi. Tôi đã yêu đất nước và con người Việt Nam. Cho dù thời kỳ đó người dân Việt Nam đã phải trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng tôi biết những khó khăn đó chỉ làm nổi bật lên những phẩm chất tuyệt vời của họ. Và nếu Trung Quốc có ý định khuất phục dân tộc này, thì tôi nghĩ đó là một ý định sai lầm. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những số lần sau. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại một like và đăng ký kênh nhé. Anh nói xe đi đâu? Xe đi được một đoạn.